Hôm nay thì mình sẽ cho các bạn là chú chim tự do, tựa game có mang tên là Awin. Thì ở đây thì chúng ta thực ra đây cũng không chính xác là không phải con chim mà đây giống con vịt hơn. Đây, như các bạn thấy thì khi tham gia vào diện của game, chúng ta đang tham gia là một khu rừng nhiệt đới rất là nhiều cây cối và các kiểu. Còn đây là các bàn chúng ta đi để vượt qua. Chúng ta có rất là nhiều loại chim ở đây, có con chim giống vịt này, con chim đen, con chim xanh, con chim hồng, con chim cánh cụt, đấy đủ các thể loại chim mà chúng ta có thể thấy. Và chúng ta sẽ tham gia vào thế giới là của những loài chim. Ở đây thì chúng ta sẽ được bay nhảy các kiểu luôn. Và vào một bàn chơi, chúng ta bắt đầu ấn play thì sẽ chọn cái con chim mà chúng ta yêu thích. Thì con chim này hiện tại thì con chim basic ban đầu, con chim không có gì cả, nó rất là đơn giản và nó cũng không có một cái năng lượng đặc biệt nào, nó chỉ bay, nó chỉ biết bay và bay. Thì cách chơi như nào? Cách chơi cực kỳ đơn giản thôi, các bạn hãy nhớ là phải đi đến các điểm đích và các bạn phải né ra những quả bom. Đây là thời gian mà chúng ta có thể bay để ăn được các đồ vật rơi trên đường. Ở đây thì nó sẽ con chim chúng ta có một số chỉ số chúng ta cần quan tâm, như là cái trái tim ngay ở phía trên này, hay cái này là một cái sức mạnh tiềm ẩn của con chim. Thì ở đây thì chúng ta có thể thấy là ở cái bàn chơi này thì hiện tại thì mình đã vượt qua rồi, chúng ta sẽ unlock được thêm bàn chơi tiếp theo. Thì lúc đầu một số bàn chơi thì nó cũng khá là đơn giản thôi và nó cũng không quá khó, quá nhiều khó khăn thì chúng ta phải mắc phải cả. Mà ở đây thì chúng ta điều khiển con chim thì cần phải dí vào đây và điều khiển theo cái hướng bay của nó, né tránh hết những quả bom của ngư lôi. Đấy là một điều rõ ràng rồi. Game này nó được thiết kế với đồ họa 3D cực kỳ sống động và đẹp mắt. Ngoài ra thì đến những cái góc mà cua mà hẹp thì nó sẽ có chế độ tự zoom out ra cho chúng ta một cái góc nhìn cực kỳ là dễ nhìn và để có thể căn chỉnh được. Và hiện tại thì như trong cái nhiệm vụ này thì mình đã không đạt đủ được rồi. Ngoài ra thì đây là cái chế độ đi theo map. Ngoài ra còn có chế độ bay bất tử là ở đây. Chế độ này thì chúng ta có thể bay đến lúc nào mà chúng ta chán ấy thôi. Ngoài ra thì ở chế độ này thì chúng ta có thể kiếm được tiền, cũng khá là nhiều tiền. Và tiền thì nó sẽ rơi đầy rẫy trên đường đi. Đây, như các bạn đã thấy thì đây có khá là nhiều tiền đã được rơi ra. Và theo mình, như mình thấy thì cái bàn này là nó bàn tổng hợp một số bàn chơi lại với nhau để cho chúng ta một cái bàn chơi cực kỳ dài. Và nếu mà các bạn muốn cảm giác chai hát hoặc là thời gian chơi của các bạn đang có hạn thì các bạn có thể chơi cái map này để có thể kiếm thêm thu nhập và để có thể nâng cấp được con chim. Ngoài ra thì trong lúc bay các bạn cần thiết phải để ý đến cái lượng trái tim ở ngay phía trên này. Tại sao chúng ta phải để ý đến cái đó? Tại vì là cái lượng trái tim trên này là thời gian mà con chim chúng ta có thể bay được. Nếu mà hết lực bên trên thì con chim nó sẽ tự động rơi. Nói chung là chúng ta đã vượt qua được cái new score của mình và nó đang có các màn cổ vũ. Thì đi ở đây các bạn cố gắng luồn lách kiểu gì cho nó có thể được nhiều điểm nhất và né tránh các đường đi. Con chim này chúng ta bay thì nó có một số cái quỹ đạo. Nó bay thẳng thì nó bay nhanh, còn bay lên thì nó tốc độ nó sẽ chậm dần và bay xuống thì nó càng chậm dần. Vâng, đây là đang ở trong tình trạng nguy cấp của con chim. Và khi mà gần hết lực thì con chim của chúng ta dần như là hết sức và nó sẽ ngất xuống đây. Thì sẽ có màn recall, new recovery. Ngoài ra các bạn có thể kết nối Facebook để rủ bạn bè cùng chơi. Thì game này cũng khá đơn giản nhưng mà nó có tính chất gây nghiện khá là cao khi mà cách điều khiển con chim ra khá là mới lạ. Khi mà ấn vào đây thì chúng ta sẽ có phần bật tắt âm thanh hay là cho trình độ nhạy. Ngoài ra thì còn ấn vào đây để mốt cho người thuận tay trái hoặc là cái này là có thể che giấu cái mũi tên đi, chúng ta chơi đỡ nhìn khó chịu. Vâng, bài hướng dẫn và trải nghiệm chú chim tự do của mình đến đây kết thúc. Chúc các bạn chơi game vui vẻ. Xin chào, hẹn gặp lại. Nhào lộn khó khăn đến mức nào và chúng ta cần thiết phải căn làm thế nào mà chỉ chạm được vào điểm màu xanh mà không hề chạm gì đến màu đỏ. Đây là một điều cực kỳ khó trong game.